Nếu như mà anh không muốn em đi chơi với bạn thì anh cứ nói với em một tiếng. Hay là anh ngại, anh xấu hổ khi đi cùng vợ của anh, bởi vì vợ anh chưa đủ đẹp, không đủ giỏi, không đủ làm cho anh hãnh diện như vợ người ta chứ gì. Chịu em đây, vừa mới chớm tắt đường cầu Long Biên, em đã chặn chốt tận Sóc Sơn rồi. Con chào cô Đào. Ừ, cô chào Cún. Chị Thảo ơi, chị chơi gì đấy, chị cho em chơi với. Chị chơi Thảo giới đây này. Đi học không cầm cặp à? Ai chà, đảm đang quá nhỉ. Chuyện bạn chúng mày mà. À, thế hóa ra đêm qua bố mẹ em cũng chơi phờ giới. Eo ơi. Thế á? Cún ơi, Cún. Thế bố Hào mẹ Yên chơi phờ giới mảnh, không rủ con à? Vâng, còn ồn ào nữa làm con không ngủ được. Ôi hồ ôi, ồn ào á. Bố mẹ Cún chơi phờ giới vừa thôi nhá, con nó không ngủ được kia kìa. Tao chuẩn bị ổ cháu à? Mày thôi đi. Chuẩn bị lấy xe nhá. Nhiều anh. Quên khóa. Suốt ngày. Bạn mình dạo này gia đình hạnh phúc quá nhỉ? Ôi, làm Yêm sao ơi, bằng bạn ba đứa mà. Đi học thôi. Anh. À, cô Hiền đây à? Ê, cô chú nhớ tối sang với cháu nhé. Tất nhiên rồi anh. À, nếu như mà chiều cô về sớm ấy, giúp Đào một tay hộ tôi. Ừ, vâng ạ. À. Mày chơi với chị nhé. Mày gọi Trang chưa đấy? Nói từ mấy hôm trước, có nói nó bảo với ông Nghiêm chồng nó rồi, chả biết ông ấy có đến không. Chà. Anh ơi, gian sáng. Tối nay anh nhớ đến đấy nhá. Đến đâu? Ơ, hôm nay là đầy tháng con cái Đào, nó bảo là mời cả anh mà. Chưa chắc anh đã đi được đâu. Sao lại chưa chắc? Anh đã khất mấy lần rồi đấy. Đầy tháng thôi mà cũng phải tiệc tùng. Trẻ con nó biết cái gì đâu. Toàn người lớn viện cớ ăn chơi là chính, xong lại rượu chè vào. Đấy, dân càng thích ăn nhậu, bọn anh càng khổ. Hết sinh nhật thôi nôi, tăng chức tăng lương tiệc tùng đủ cả, đủ cớ đi ăn nhậu, ăn vào chỉ sướng cái thân mình. Anh nói cứ như cả nước đi chơi là lỗi của em ấy nhở? Anh có nói gì em đâu. Thì ý của anh là như thế, chứ còn như thế nào nữa. Nếu như mà anh không muốn em đi chơi với bạn thì anh cứ nói với em một tiếng. Hay là anh ngại, anh xấu hổ khi đi cùng vợ của anh, bởi vì vợ anh chưa đủ đẹp, không đủ giỏi, không đủ làm cho anh hãnh diện như vợ người ta chứ gì. Chịu em đây, vừa mới chớm tắt đường cầu Long Biên, em đã chặn chốt tận Sóc Sơn rồi. Thôi, vừa ăn sáng đi, còn đi làm nữa. Cô cũng không biết. Thôi, mấy đứa đi vào phòng bạn Cún chơi để cho em ngủ nhá. Vâng ạ. Vâng. Sao mày lại đưa Cún về? Hai đứa kia đâu? Tao không biết. Thấy gọi điện cho tao bảo là đưa cả Cún về đấy. Ồ. Anh Quý đang trông sóc à? Không, đang đi làm chưa về. Không mà tao tưởng ông Nghiêm đưa mày đến. Chán chờ một nhá. Sáng nay ông ấy bảo tao là người lớn ấy chỉ kiếm cớ nhậu nhẹt thôi, chứ trẻ con thì biết cái gì mà tiệc với tùng. Lại bài ca muôn thuở, công an giao thông phục vụ nhân dân. Này, hay là ông ấy không thích bọn tao? Chả phải không thích bọn mày, không thích tao thì có ấy. Dù đi đâu cũng chê. Thôi, mày nghĩ vừa thôi, đừng có suy diễn nữa. Mày xem, cuộc sống vợ chồng chúng mày là mơ ước của tao đấy. Nhà cao cửa rộng,
công ăn việc làm ổn định. Muốn gì nữa? Ta bảo, hay là vợ chồng chúng mày đẻ một mụn con đi, biết đâu lại thay đổi được suy nghĩ ông Nghiêm. Em nói cái gì cơ? Ngày mai em đi làm lại á? Chứ sao, khách hàng của em nhắn tin liên tục bảo em phải tái xuất rồi. Không được, em đi làm thì ai trông con? Con mình vẫn còn bé, mới tròn đầy tháng tuổi thôi này. Anh chị ơi, mở tiệc hay là cãi nhau đấy hả? Anh này, em đi làm sẽ mang con đi theo, chứ có phải để con ở nhà một mình đâu. Thế thì càng không được. Ở chỗ em làm ấy, nào là mùi sơn móng tay này, thuốc nhuộm này, toàn là hóa chất, không tốt cho con đâu. Tóm lại, em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc để anh lo. Ok. Anh lo thì anh chỉ lo được tiền nhà, tiền chợ, còn tiền nợ, rồi các khoản chi tiêu hàng tháng anh tính sau. Đấy, em nghỉ một tháng thì nguyên một tháng đấy bị đòi nợ đây này. Ai bảo em đang yên đang lành tự dưng em đòi đi mua đất làm gì? Tiền nợ ngân hàng từ từ rồi trả. Một tháng bị ba cái tin nhắn đòi nợ, em mà không lo đi làm kiểu gì cũng sẽ bị ghi vào danh sách nợ xấu đấy. Nợ xấu thì cái gì đâu. Ô hay, em trong ngành làm đẹp, em thích mọi thứ phải đẹp kể cả nợ. Được, được. Cũng được. Chuyện. Nhưng mà hơi bị ảo. Chéo hôm nay lại bị đổi việc ấy chứ. Ở đấy mà nhân viên chính thức. Cái mồm sinh mà toàn linh tinh thôi. Chả thế nữa. Em đang không biết phải nói với công ty như thế nào về việc em bị bắt bằng ở đây này. Nói cái gì mà nói. Chuyện này nhá, sống để bụng, chết mang theo. Em không nói, anh không nói, thằng Cún cũng chắc chắn là không nói rồi. Thì ai biết, mình cứ ra đường đi bình thường thôi. Đi có 2 ngày thôi mà về nhà như cái bãi rác ấy. Này, tôi đổ hết vào đây rồi. Đã bảo rồi, đồ ăn thì ăn trong ngày thôi, đừng có để vào trong tủ lạnh rồi để qua đêm. Như thế có khác nào là mời các loại vi khuẩn, virus và đóng quân trong tủ không? Đó, dưỡng chất ở đâu ra? Hay là ăn toàn chất độc vào người ấy? Đi một cái là tủ lạnh đầy đồ. Nói nhiều cứ như là trêu người người ta. Chị phiền phiền một tí đi. Có như chị bảo sao không nào không dớ vào là phải. Chị muốn thế à? Hả? Nhưng mà chẳng qua chị rất là bực mình, không thể chịu nổi. Cái bình nước này, chị dặn là không được để qua đêm, để sáng mai đun ấm mới. Này, nhìn đi. Vào nhìn ngay. Sao ạ? Vào nhìn đi, nhanh. Thấy gì không? Em thấy sạch sẽ, thẳng hàng tăm tắp mà. Chị cho em nhìn kỹ lại đấy.